tuổi thơ của mọi người đa phần được chăm sóc một gia đình đầy đủ, nuôi dưỡng bởi nhiều cái tình cảm yêu thương của ba mẹ. Thì đối với tuổi thơ của dân là dân lại lang thang, tức là dân bụi đời, mình ngủ dậy mình chỉ ước mơ đơn giản là no cái bụng thôi. Bởi vì tôi không chọn được nơi mình sinh ra và gia đình mình sinh ra. Mẹ dân là người không biết chữ, cũng bị thần kinh nhẹ, dắt dân lang thang ở bỏ xứ ra đi. Thì dân 7 năm trời dân vẫn ở ngoài đường, chưa bao giờ ở trong nhà. Từ 3 tuổi đến 10 tuổi thì cái sinh tồn bằng cái lớn nhất của mình là đi lượm ve chai, đi móc phế liệu này, đi rửa chén. Thì mình làm đủ mọi cách để mình sống, dân phải tự kiếm ăn. Thì đói lắm không phải một ngày, ngày nào cũng vậy, mở mắt ra thì không có ăn thì đi, phải đi kiếm ăn. Thì cứ đi ngang qua quán cơm và cứ hay liếc đi. Đi xin không cho á, thì đôi lúc mình lại liều mạng. Người ta ăn xong á thì mình cứ lén lén mình cầm cái thau nhựa vô, mình hốt cái đồ ăn thừa mình chạy. Nhưng dân sẽ bị quánh, người ta miệt thị mình ghê lắm. Nhưng mà đối với dân bụi đời như dân á là phải sống, phải vượt qua, và coi như đó là chuyện bình thường đang xảy ra với mình. Bị quýnh là bình thường, sống ngoài đường là bình thường, chết đi sống lại là bình thường. Dân cũng đã từng chết đi sống lại là bình thường. Tự biết gió, tự biết nắng mưa, tự biết bảo vệ mình, thì có ai chăm sóc mình đâu. Cảm giác như tuổi thơ thì dân thấy cái từ đúng hơn dành cho dân là mình bị bỏ rơi. Thì từ từ dân lâm vào cái việc bế tắc, không xin được cho trại mồ côi. Thì lúc đó là để đi học là phải xin được cho trại mồ côi, trại mồ côi nuôi dân mới được đi học. Thì đang làm hồ sơ giấy tờ thì bắt đầu dân có một cái ý nghĩ cực kỳ xấu là dám tự tử, nhưng không thành, thất vọng. Thì lúc đó tự nhiên có dân hồi nhớ lại cái lúc mà thực sự là lúc mà mẹ dân đau, thì dân nhớ hoài cái cảnh mẹ giật theo được một mét là phải làm được cái điều gì giúp mẹ, giúp mình không chết. Nếu như mày không chết được thì mày phải sống, sống cho nó ra sống. Cuộc đời này mình không phải là đồ bỏ đi, mình có khả năng. Nhưng mà lại bị giờ vừa giật tiếp, mình đậu đại học rồi lại tại sao không có tiền học, và về ăn cơm là ăn cơm với muối, mà ăn cơm không phải là nấu một lần mà nấu mấy ngày ăn mà nằm giật. Thằng bạn thấy đưa làm việc, cuối cùng dân phải bỏ một năm đi dân đi làm thuê, đi làm đủ mọi cái gì trên đời này. Nếu như Sài Gòn sống được, dân phải sống được. Mình trải qua những cái quá trình sống như vậy, mình mới nuôi dưỡng được tâm hồn mình bây giờ. Dân luôn nghĩ về nghệ thuật, cái niềm an ủi cuối cùng nhờ nghệ thuật mà mình vượt qua nhiều cái thất vọng. Và nghệ thuật nó như chính như hơi thở của mình, nuôi mình, và nhờ nó mà mình sau những cái 10 lần gục ngã mình tìm thấy ánh sáng, mình tiếp tục bước đến cuộc hành trình của mình. Mình nhìn vạn vật, mình nhìn mọi vấn đề, những cái đồ mà xã hội gọi là thải ra đó, liệu nó có cơ hội để nó được tái sinh hay không. Cũng như cuộc đời của mình vậy đó, trước đây mình là cái thứ bỏ đi của xã hội, và liệu mình có đủ nghị lực, góc nhìn, đủ gọi là cái tình thương để mình tái sinh cuộc đời mình hay không. Thì dân rất thích hai từ tái sinh. Mọi thứ sinh ra đều có giá trị riêng của nó, như những thứ phế liệu này, chúng ta có thể nhìn thấy cái giá trị của chúng. Như cuộc đời của tôi đó, trước đây tôi cũng coi mình như là thứ bỏ đi, nhưng tôi cũng nhìn thấy những giá trị riêng của mình. Mình là một trẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất là trân quý những cái giá trị trải nghiệm. Mình có vạn vật, thay vì bỏ đi thì mình hồi sinh nó thành một cái gì đó có giá trị cho xã hội. Nó giống như là câu chuyện mình không có gì trong cuộc đời này mà có điểm dừng đó.
mà luôn luôn tái sinh hồi sinh một cái năng lượng tích cực, năng lượng mới để mà tiếp tục sống và cống hiến. Mình cống hiến thì vạn vật cũng cống hiến để mà tiếp tục cuộc hành trình trong cuộc đời. Câu chuyện từ một cậu bé lớn lên từ những bãi rác, sau này trở thành một họa sĩ trường phái phi lập thể, họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hội An, người đã tốt nghiệp khoa mỹ thuật ứng dụng của Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có 4 triển lãm cá nhân và hiện nay đang tham gia rất nhiều dự án để xây dựng thành phố sáng tạo Hội An. Tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn nhân vật thứ tư của chương trình Hy vọng 2024, họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Chào bạn. Thực sự câu chuyện này nó rất là ý nghĩa đối với tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng trong cuộc sống nhìn những thứ đẹp mình dễ nhận ra lắm. Tại sao bạn lại quyết định chọn những cái thứ không nằm trong cái định nghĩa chung về những thứ đẹp để bắt đầu cho những cái sáng tác nghệ thuật của mình? Mỗi cá nhân chúng ta có một cái góc nhìn riêng về cái nhân sinh của cuộc sống. Thì đi đào xới cuộc đời mình lên để tìm cái giá trị chính cuộc đời của mình trước. Thì cuộc đời mình từ đất mà. Thì cái đẹp đẽ nó nằm ở đó. Nếu như chúng ta chậm lại, chúng ta quan sát một cái cuộc sống sâu hơn, thì tất cả những thứ mà chúng ta gọi là bỏ đi, nó đều có giá trị của nó. Mình thấy trong đoạn phim ấy, Dân có nói rằng là nếu mà đã không chết được thì phải sống, sống cho ra sống. Nhưng tất nhiên sống thì có nhiều cách. Bản thân Dân cũng không có một ai xung quanh kỳ vọng là bạn phải làm một cái điều gì to tát. Tại sao bạn lại quyết tâm là phải làm một cái điều rất to tát là thi hẳn vào trường mỹ thuật? Mình nghĩ là làm những cái công việc bình dị, thân quen có lẽ cũng là một lựa chọn của rất nhiều bạn ở vào cái hoàn cảnh như của Dân, đúng không? Thực ra thời điểm đó và thậm chí thời điểm này thì mỹ thuật không dành cho những người nghèo. Mình nói thẳng là như vậy. Đúng như vậy. Bởi vì bản chất của trường mỹ thuật dạy là dạy chúng ta cái tìm được cái cảm xúc cảm của cuộc đời này. Nhưng để tìm nó thì chúng ta ngoài cái năng khiếu ra thì thực sự ra trường mỹ thuật vô trường nó rất là nhiều tiền. Phải có điều kiện. Phải có điều kiện, là phải có nhà giàu mới đi học. Ban đầu vẫn có một sự ngạo mạn. Ngạo mạn đó là mình tự tin mà. Thì đối với cái trường mỹ thuật không có gì không thể cả. Tự tin nó bình thường mà. Nhưng mà không bình thường như em nghĩ. Không đơn giản như vậy. Nhưng mà dân có một cái ước mơ, đó là không phải đi tìm những thứ đâu cho xa để tìm con tim mình. Mà cái đầu thì dễ tìm, con tim rất là khó tìm. Đúng như vậy, tôi cảm thấy rất là khó lý giải là tại sao bạn quyết định chọn cái con đường mỹ thuật. Và bạn có nói rằng khi mà bạn vẽ thì rất là nhiều người khen đẹp. Có phải chính những cái lời khen, những lời động viên đấy làm cho bạn càng tin hơn vào cái năng lực đó của mình không? Dân không nghĩ vậy. Dân có một cái điều đặc biệt, đó là dân luôn tin chính mình. Nhưng mà có một giai đoạn là mình tự tin tới mức mà ngạo nghễ nhất và gọi là coi thường cuộc đời nhất ấy. Thì lúc mà dân được mọi người khen, cái từ khen nó phải chết, cái khen thì nó hại. Mình phải đi tìm mình. Khi mà lang thang bao nhiêu năm ở những cái bãi rác để tìm những cái đồ phế thải để lại đi bán, rồi lại đổi lấy những cái bữa ăn hàng ngày, như là những người khác hoặc như cá nhân tôi chẳng hạn, việc đầu tiên là tôi sẽ cắt kết nối hẳn với quá khứ của mình, tại vì nó đâu có gì vui đâu. Tại sao bạn lại quyết định quay trở lại với chính, kết nối với chính cái quá khứ đấy của mình, trong khi rất nhiều người chỉ muốn một ngày đổi đời, không còn kết nối với quá khứ buồn đấy nữa? Bởi vì cái mà dân đi tìm là không như mọi người tìm. Cuộc đời này có rất là nhiều cái định nghĩa thì bám víu để mà chúng ta sống. Thì cái câu hỏi lớn nhất là sống cuộc đời để làm cái gì? Thì đối với dân, mình là một con vật lang thang, giống như con động vật nó lang thang ngoài đường, không có nơi nào nương tựa. Từ bé mình đã sống được rồi, thì tự khắc mình phải quay lại để mình cảm ơn cái điều đó chứ. Mình không thể nào chia tách cái điều đó được. Mình sẽ cảm ơn cái gầm cầu đó đã cứu mình. Mình sẽ cảm ơn cái bãi rác mà từng ngủ trên đó. Ngày xưa cái bãi rác nó ghê lắm, nhưng mà dân sống được trên đó. Thì tại sao mình không quay lại để cảm ơn cái việc đó? Rất hay. Quá khứ dù có gian truân, dù có vất vả thế nào thì nó cũng đã máu thịt với mình. Tôi cảm thấy điều đấy khi mà bạn rất là tự hào với những cái tác phẩm của mình được sáng tác từ những cái thứ mà rất là gắn bó với tuổi thơ của bạn. Chính cả bộ trang phục bạn mặc ấy cũng có một cái vẻ đẹp rất là riêng.
nó gợi cho mọi người về những cái thứ mà nó không chỉnh chu, nó không hoàn hảo, nó rất bất toàn nhưng nó rất là đẹp. Vì đây là cũng là một cái dự án nghệ thuật thêu vá, bởi vì những mảnh vá đó nó được rách đi theo thời gian, mình đã dùng bộ đồ đó mà. Khi mình vá lại thì mình đang cố gắng, mình yêu thương nó, mình đang cho nó một hy vọng được sống như chính mình. Thì tại sao chúng ta không yêu thương những thứ cũ kỹ? Chúng ta lấy cái nguồn năng lượng đó làm cái thứ năng lượng tích cực, chứ không phải chúng ta coi nó rách đi chúng ta quăng bãi rác. Thì dân nghĩ là cái sự yêu thương của dân nó nằm ở chỗ là dân không trách móc ai. Tôi thấy rất là hay. Bạn nhìn những cái thứ mà những cái vết rách, những cái chảy xước, những cái hỏng lỗi một cách rất là trìu mến. Ngồi cạnh dân tôi nghĩ là mình sống rất là hời hợt, vì là thực sự là như thế. Dân nghĩ là mỗi người có một cái góc nhìn riêng thôi. Bởi vì đôi lúc chúng ta vội vã tìm kiếm những thứ xa xôi thôi. Chúng ta chậm lại một bước thì chúng ta thấy được cuộc đời rộng hơn. Chúng ta yêu thương hơn thôi. Nhưng bạn đang nói là chậm lại một tí thì chúng ta sẽ làm được, chúng ta nhìn được mọi thứ kỹ hơn, sẽ có hơn cái sự trìu mến đấy. Nhưng cuộc sống bây giờ rất là nhanh. Hôm nay các nhân vật của chương trình đều cũng có những cái trải nghiệm mà liên quan nhiều đến từ nhanh. Có những bạn trẻ thành công rất là sớm và sau đó thì gặp những thất bại. Hình như cái chữ nhanh đôi khi nó lại trở thành một cái lỗi của những người sống trong thời đại bây giờ. Đâm ra là nhìn lại những người sống thong dong, chậm rãi như là Anden ở Đắk Lắk, như bạn ở Hội An, tôi lại cảm thấy điều đó hình như gợi ý cho chính tôi rằng là hình như sống chậm lại thì sẽ nhiều hy vọng hơn. Hôm nay thì được nghe dân nói khá là nhiều về những triết lý sống. Không biết là ngoài mỹ thuật ra thì bạn có thích điều gì khác không? Dân rất là mê âm nhạc. Thì trong đó dân cũng rất là thích nhạc Trịnh. Thì cái nhạc mà nhẹ nhàng, thấm một chút. Chúng tôi cũng có một món quà âm nhạc cho dân. Hy vọng là nó cũng trùng với những cái nhịp cảm xúc. Và bạn sẽ cùng với khán giả của chương trình nhận món quà này nhé. Chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ. Tôi tìm thấy tôi theo từng khót xa, làm lời hát ca trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em. Môi thiên đường hót chim khuyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm, cho đời chút ơn biết tà áo. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, làm lời hát ca cho tràn gian. Dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong thiền đường. Không ai tồn tại mãi ở trên cuộc đời này, nhưng mình được có mặt ở trên đời một lần, đó là cái ơn. Nếu như đời sống này là hữu hạn, một ngày nào đó ta sẽ đi khỏi, thì cái đẹp sẽ ở lại như là một mùa xuân vĩnh viễn. Môi thiên đường hót chim khuyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Môi thiên đường hót chim khuyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm
biết ta áo nọ, em là phấn thơm cho dưng chút hương, làm lời hát ca cho trần gian. Dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong thiên đường. Dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong thiên đường. Dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong thiên đường. Càng đi qua những khó khăn thì mọi người mới thấy điều tuyệt diệu nhất mà mình cần ươm trồng và nâng niu, đó là hy vọng. Hy vọng 2024 là một cơ hội rất là ý nghĩa cho công ty Unilever Việt Nam cũng như là nhãn hàng OMO được đồng hành cùng với Đài Truyền hình Việt Nam để mang đến một chương trình rất là thú vị, giàu cảm xúc và lan tỏa được cái tinh thần tích cực, tinh thần lạc quan đến cho khán giả cả nước trong dịp Tết năm nay. Hy vọng Tết năm nay mọi người sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình của mình, yêu thương nhau nhiều hơn. Hy vọng rằng trong năm 2024 thì sẽ có thật nhiều những may mắn, nhiều bình an và hạnh phúc tới tất cả các khán giả. Chúc cho tất cả mọi người và cá Linh nữa, chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà mình có thể theo đuổi những ước mơ của mình, chinh phục được thật là nhiều thử thách mà trước giờ mình chưa đạt được, và thật nhiều sự thăng tiến mới. Đừng từ bỏ nhé mọi người, chắc chắn là chúng ta sẽ làm được thôi. Và nhớ nhé, sức khỏe, phải có sức khỏe thì mới làm được. Chúng ta không ngừng cố gắng, miệt mài lao động, miệt mài lắm bẩn thì chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn và gieo hy vọng tốt đẹp hơn trong tương lai. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đứng đâu và mất đi hy vọng, tôi vẫn bước tin về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao luôn rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Nhìn xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó. Nhiều khi mây đen bao bụng mưa gió. Nhiều khi mơ chợt như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại. Chờ mình ngày mai thế nào ra sao? Một bài hát tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng ở những gì sắp tới, không giống với những chông gai mà chúng ta đã trải qua, không giống với những băn khoăn lo lắng của những ngày tháng cũ. Chúng ta sẽ bước vào năm mới, bước vào một tương lai với rất nhiều những niềm hy vọng. Đó chính là những thông điệp, là những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay.
mà các nhân vật của chúng ta đã mang tới, họ còn hát cho chúng ta nghe nữa. Tôi thấy đây thực sự là một món quà ý nghĩa trong những ngày đầu năm. Vâng, và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với công việc thường nhật, đi học, đi làm. Sẽ có nhiều khó khăn vất vả trong năm tới, nhưng không sao, chúng tôi tin rằng tất cả khán giả của Đài Truyền Việt Nam đều có thể chinh phục được những điều đó và có một năm mới thật thành công. Một lần nữa, cảm ơn nhãn hàng OMO đã đồng hành tài trợ cùng với Hy vọng 2024. Xin chào và hẹn gặp lại vào năm tới. Chúc mừng năm mới một lần nữa.